Hà Anh Tuấn không thể giải thích về mối quan hệ với Phương Linh. Nam ca sĩ cho biết Phương Linh từng giận anh đến mức không nhìn mặt và mong mọi người không hỏi thêm về mối quan hệ giữa hai người. Trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 26 tháng 11, Hà Anh Tuấn giới thiệu về dự án Cafe in Concert kỷ niệm 10 năm ca hát với hai live show trong tháng 12 tới. Nam ca sĩ chia sẻ, hai đêm nhạc sẽ mang hai màu sắc hoàn toàn khác nhau, một ly nâu nóng đậm chất tự sự ở Hà Nội và một ly sữa đá phóng khoáng trẻ trung ở thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ biểu diễn tại các ca khúc gắn liền tên tuổi của mình, suốt 10 năm qua, Hà Anh Tuấn còn tiết lộ nhiều sản phẩm âm nhạc thực hiện từ lâu nhưng chưa bao giờ công bố. Ngoài ra, anh còn giới thiệu những dự án ấp ủ cho quãng đường 10 năm sắp tới. Nói về ý tưởng dùng cà phê làm chủ đề cho dự án âm nhạc này, Hà Anh Tuấn giải thích, anh từng thử qua nhiều thứ, nhưng chỉ có cà phê là càng uống càng nghiện hơn. Nam ca sĩ mong muốn âm nhạc của mình cũng giống như cà phê, trở thành một chất gây nghiện hợp pháp. Giọng ca cà phê sáng tự nhận mình là người lười biếng và rất ít khi thực hiện MV hoặc diễn trên sân khấu lớn. Vì vậy, mục đích lớn nhất của dự án này là nhằm trả nợ và tri ân cho những khán giả trung thành với mình suốt 10 năm qua. Hai show diễn Nâu Nóng và Sữa Đá nằm trong dự án Cafe in Concert có sự tham gia của những người bạn thân thiết. Gắn bó nhiều năm với Hà Anh Tuấn như Hồng Nhung và Thu Phương trong live show ở Hà Nội, Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh và Uyên Linh trong live show ở thành phố Hồ Chí Minh, riêng ca sĩ Phương Linh sẽ tham dự cả hai show diễn này. Giải thích về việc Phương Linh là khách mời duy nhất có mặt ở cả hai show diễn Nâu Nóng và Sữa Đá, Hà Anh Tuấn cho biết người hâm mộ liên tục gào thét, mong muốn được chứng kiến anh tái hợp Phương Linh. Vì vậy, sự xuất hiện của nữ ca sĩ cơn gió lạ chính là để thỏa lòng mong đợi của tất cả mọi người. Hà Anh Tuấn cũng tiết lộ Phương Linh từng giận anh đến mức không nhìn mặt và không chịu hát chung. Nam ca sĩ giải bày, tôi không giải thích được vì sao Linh giận đến thế. Tuy nhiên, sau khi vượt qua tất cả khó khăn, Hà Anh Tuấn và Phương Linh vẫn là đồng nghiệp, bạn bè rất thân và có thể hát với nhau ăn ý trên sân khấu. Nếu phải giải thích về mối quan hệ đó trong 10 năm thì tôi nghĩ đến cả người trong cuộc cũng không giải thích được thì làm sao nói cho người khác hiểu được. Hà Anh Tuấn cũng mong muốn mọi người đừng hỏi thêm về mối quan hệ giữa anh và Phương Linh vì điều đó khiến anh rất mệt, rất nhức đầu. Mọi người có hỏi thì chắc chắn tôi không bao giờ nói và Phương Linh cũng không bao giờ nói. Thôi, công chúng cũng đừng hỏi nữa, cứ để yên cho chúng tôi hát. Nam ca sĩ nói thêm, Phương Linh chính là người giúp anh thăng hoa nhất khi hát đôi và anh cảm thấy mãn nguyện khi nữ ca sĩ đồng ý tham gia dự án kỷ niệm 10 năm ca hát của mình. Cách đây ít ngày, Hà Anh Tuấn và Phương Linh khiến nhiều người hâm mộ phấn khích khi cùng nhau thể hiện ca khúc Em Về Tinh Khôi trên kênh YouTube của nam ca sĩ. Sau đó Phương Linh chia sẻ lại tấm ảnh chụp chung với Hà Anh Tuấn trên trang cá nhân và viết, con người này kỳ cục, nhất quyết không kết bạn Facebook cùng nhau. Gặp nhau ở phòng tập thì lơ lơ coi như chả quen. Nếu chẳng may chung chuyến bay thì mỗi đứa một ghế chẳng thèm ngồi chung. Từ sân bay về trung tâm thành phố thì phải mỗi đứa một taxi. Nói chung chẳng thể liên quan gì tới nhau. Thì nắm tay ôm eo, dựa vai bày đặt tình tứ. Nhưng bước xuống sân khấu thì mạnh thằng nào thằng ấy phóng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn cảm nhận được tình cảm của Hà Anh Tuấn khi anh lén lút vào trang cá nhân của cô để ngắm ảnh. Cô hài hước kết luận, từ 10 năm trước, Tuấn là người đổ kền trước Linh, giờ vẫn vậy. Hà Anh Tuấn và Phương Linh lần đầu kết hợp khi còn là thí sinh của cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2006. Cặp đôi từng làm mưa làm gió trong thị trường nhạc Việt với album Ngày Hát Đôi ra mắt năm 2007, với nhiều bài hit như Yêu Em, Thiên Đường Gọi Tên, Cơn Mưa Tình Yêu. Sau này, họ thường xuyên đứng cạnh nhau trên sân khấu và hợp tác trong một số dự án như Đĩa Đơn, Giọt Buồn Để Lại, Hai Giọt Nước. Nằm trong dự án Cafe in Concert của Hà Anh Tuấn, đêm nhạc Nâu Nóng sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội tối 17 tháng 12 và đêm nhạc Sữa Đá diễn ra vào 22 tháng 12 tại sân khấu ngoài trời Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ số tiền bán vé thu được từ đêm nhạc Nâu Nóng sẽ được nam ca sĩ dùng làm học bổng, trao tặng cho các học sinh viên nghèo. Vé của chương trình Sữa Đá tại thành phố Hồ Chí Minh được phát miễn phí tại các kênh phát hành của nam ca sĩ.